À, em chào mọi người nha, chào tất cả anh em đồng nghiệp thân mến à. Rồi hôm nay cái máy 16 feet 2 biến áp E42 ha. Máy này là máy của anh Tâm gửi xuống ha. Gửi sửa lại ha. Anh nói máy bị hao bình thì anh em nhớ chú ý nha. Máy mình gửi xuống thì gửi cho em sửa chữa hoặc nâng cấp hay là cái gì đó. Đó, độ lại đó. Sửa gì đó anh em nhớ gửi đi thì anh em nhớ dặn shop rồi ha. Đó. Chứ như tình trạng máy của anh Tâm nè, anh Tâm ở Vĩnh Long nè. Đó, anh gửi xuống giờ nó liền gãy cái biến áp nữa thấy không? Cái này thì em sẽ dán keo lại cho anh ha. Đó, nói chung máy này áp thì đi ở chỗ anh thì cũng hợp lý ok. Nó có tội cái là nó bị hao bình nha anh em. Rồi. Thì máy của anh nè, anh gửi anh không có chèn shop gì hết. Cua điện nó ném mà nó ném bị vỡ nè, nó bể như thế này nè. Đó, cái này thì em cũng dán keo lại cho anh ha, nhiều đỡ nhiều đi. Rồi thì máy của anh thì anh kêu làm lại chiên thả lạnh thôi, nó chiên thả cáp thôi ha, nó làm chế độ chiên thả cáp thôi chứ không đánh một giọt. Rồi thì cái này em làm lại nha, phải đi lại đường mạch nha anh em. Đó, cái đường mạch là để em mở lấy cái mặt dưới lên cho anh em xem ha. Thì máy cái đường mạch như thế này thì phải đi lại nha anh em. Nó hàng đường mạch nó rất là mỏng ha, nó hàng cục cục như thế này thì nó không bảo đảm ha. Đó. Đó, anh em thấy hàng như thế này thì không được ấy cho lắm. Nói chung đi đường mạch nó sơ sài quá thì phải là đi lại đường mạch cho anh. Đó, phép thì lấy phép công sức đi luôn thì cái này cũng không có sao hết, bình thường ha. Đây. Rồi, cái này thì em làm lại cho anh ha, cái phần dao động luôn. Nó dao động này người ta ráp máy thì em đã test rồi, chạy thì cái biến áp nó hơi hí. Đó. Nói chung giờ làm lại cho anh thôi. Đó, cái em làm lại là tối thiểu cho anh là ít ít bị ấy nhất ha. Đó. Làm tối thiểu cho anh là ít tốn kém nhất có thể. Đó. Anh em nhớ gửi máy là anh em nhớ chèn shop luôn nha, chứ nó bể như thế này là thua rồi. Đó, nhiều khi anh em gửi máy qua mà anh em không có kê gì là nó ném bưu điện, nó ném dữ lắm. Đó, cái miếng ám thì nó lúc lắc như thế này. Đó thì em thấy ha, máy thì lần này em sẽ dọn lại cho gọn gàng. Đó, gắn đồ thì cũng thiếu tùm lum la, cái này cũng chấp nhận thôi. Rồi ha, thì em sẽ tạm dừng. Đó, tụ gắn dây nè. Đó, tiền nào vải đó anh em, không biết máy này anh mua giá bao nhiêu tiền thì cái này em cũng không biết ha. Đó, chủ yếu là đánh ok là được rồi, làm lại cho anh đánh ok thôi. Rồi ha, rồi em tạm ngừng ha. Rồi quay tiếp tiếp tục ha. Thì máy của anh đã xong rồi, có cái biến áp này hơi hí thì em rút nó lại ha. Rồi máy của anh làm xong rồi ha, đang làm thì cúp điện rồi. Đây thì cái phần mặt trước cái máy của anh này, chỉnh tần số mạnh yếu ha, này chỉnh nhanh chậm, tốc độ nhanh chậm ha. Cái này là chế độ 1 và chế độ thả của anh lúc trước nè, chính giữa đánh lì ha. Máy là để em làm đánh lì rồi cho anh luôn. Đó, đánh lì rồi khi mình muốn đánh một giọt luôn. Rồi cái chế độ này là chế độ thả tổng hợp ha, chế độ 3. Đó, rồi giờ em gặp máy ha. Đây em gắn cái cò bóp đỡ nè. Rồi. Rồi ha. Ê, chế độ đánh lì. Rồi, chế độ đánh lì ha.
Rồi. Rồi chế độ số 1. Số 2 là giữa là đánh lì ha. Giữa số 1. Đây, tăng bằng số lên nè. Tăng từ từ thôi nha anh. Nếu mình thả tăng cao lắm mức 40% mà. Đó, 40% ha. Rồi tốc độ tăng nè. Thì máy này thả thả bình 100 thì tầm 2 tiếng ha, 2 tiếng 2 tiếng mấy à, tùy theo mình thả nữa, tùy theo dùng nước. Rồi còn đây là chế độ thứ ba, chế độ thả tổng hợp mức thấp nhất ha. Thì cái chế độ này mình chỉnh từ từ thôi. Đây nút này nhanh chậm nè. Đây là nút chậm nhất nè, tăng bằng số lên nè. Tăng lên hơi xíu nè. Thả tổng hợp nha anh, cá trê, cá chép, cá lăng đồ đó. Cá mày dinh, cá đồ, những cá dẻ mềm ha. Này mình chỉnh từ từ thôi, nhích từ từ thôi, khoảng 15-20% thôi, chặn tần số cao nó heo quỳnh ha. Tạo nhanh nè. Cao quá thì nó rất hao bình ha. Đó, mình thả khoảng 20% thôi. Tình trạng thì mình cho trộn nhanh lên tí. Rồi nước sâu, cho thả nước sâu thì mình cho nó chậm. Đó, cho cá nó lên từ từ, tần số như vừa thôi. Rồi ha, thì máy của anh Tâm đã xong rồi ha. Rồi còn anh muốn đánh một giọt thì bật ngay giữa chế độ đánh lì. Đó, 50% thôi. Rồi máy của anh đã ok ha. Rồi đang làm thì cũng cúp điện rồi để mà hàng cho anh cái dây cò bóp nữa rồi ha. Rồi em chào tạm biệt mọi người nha.